Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ là một clip rất là đặc biệt. Hôm nay thì chúng mình mang đến đây một màn thi đấu giữa Minh Nhật và Huỳnh. Hôm vừa rồi thì cả nhóm đã thi tuyển với nhau rồi. Nhưng mà hôm nay thì Nhật hôm vừa rồi inbox mình nói là anh Phúc ơi, em thấy mọi người thi rất là tốt và rất là thú vị. Nên là hôm nay em muốn là tham gia một buổi thi cùng với mọi người và em rất là muốn tham gia nhóm của anh đúng không? Vâng, đúng ạ. Hôm vừa Nhật đã thi vào Thăng Quảng Ninh đúng không? Kết quả là sao? Kết quả thì hiện tại thì em cũng đã thi qua đến vòng 2 và hiện tại em vẫn đang chờ kết quả của câu lạc bộ thông báo đến gia đình. Nếu mà qua vòng 2 thì sẽ vào luôn Thăng Quảng Ninh đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Ok, thì chúc em sẽ thành công nhá. Còn bây giờ hôm nay sẽ là phần thi tuyển của em với cả team của chúng ta. Sẽ có 3 phần thi tất cả. Phần đầu tiên sẽ là sút penalty, chúng ta sẽ có 6 lượt sút penalty. Phần thứ hai sẽ là sút phạt hàng rào. Phần thứ ba sẽ là thi đấu 1-1. Chúng ta cùng chờ xem nha. Bắt đầu. Người đầu tiên sẽ là Ngọc Anh. Hay. Một pha lừa hướng của Ngọc Anh. Cố lên. Rồi. Anh cố lên. Anh Ngọc Anh cố lên. Lượt của Huỳnh. Go! Hoan hô anh, dứt điểm rất lạnh lùng, hai quả đều vào. Rồi và bây giờ sẽ là hai lượt sút của Việt Anh. Ronaldo nhỉ cố lên. Không vào. Hoan hô. Ok, Nhật vẫn rất tốt. Và bây giờ sẽ là hai sút của Duy Anh. Tỷ số lúc này đang cân bằng. Wow! Hay. Và bây giờ sẽ là Huỳnh. Hãy sút nhá. Wow! Hay quá đi này. Và bây giờ sẽ là thứ tư. Trung sẽ có hai lượt sút. Trung, Minh Nhật. Hai. Wow! Hơi đáng tiếc. Cú sút phải nói là rất căng với Trung. Và liệu hôm nay Trung có hạ được Huỳnh không? Không ai. No, ok. Được ta. Rồi. Và đây. Green. Oh, yes. Xuất sắc. Oh, xuất sắc. Ok. Như vậy là tỷ số lúc này đang là vẫn là 3-2 đúng không? Thì này sẽ là lượt sút cuối cùng của anh Phúc. Chúng ta cùng chờ xem. Hai. Wow. Mạnh lùng boy. Ok, như vậy là phần đầu tiên thì Nhật đã vượt qua Huỳnh với tỷ số là 3-2. Ok. Rồi và bây giờ sẽ là phần thi thứ hai chúng ta hôm nay, sút phạt hàng rào. Vật chơi vẫn đi như vậy xong các bạn nhé. Ok, bắt đầu. Let's go. Và bây giờ sẽ là phần thi thứ hai chúng ta hôm nay, phần thi sút phạt. Không vào. Wow, hay quá em ơi. Xuất sắc. Tiếp theo sẽ là bắt của Huỳnh, chúng ta cùng chờ xem. Oh. Quá đen. Quá đen rồi Duy Trung. Và bây giờ sẽ là hai lượt sút của Văn Anh.
Ok, rất đẹp mắt. Lượt thứ hai của Văn Anh, bắt đầu. Oh, rất tiếc, chúng sang ngang. Anh em, người anh em. Chúng sang ngang dùng chung. Duy Anh, hai lượt thử, bắt đầu. Wow. Xuất sắc. Lượt thứ hai của Duy Anh, bắt đầu. Oh, bóng bay hơi cao một chút. Hai lượt sút của Việt Anh, bắt đầu. Không vào. Hoàn hô. Một pha đầm bóng rất hay của Nhật. Một pha đầm bóng như thơ. Lượt thứ hai, bắt đầu. Oh, ok, hoàn hồi. Tiếp theo là hai lượt thử của Ngọc Anh. Bắt đầu. Go. Xuất sắc. Lượt thứ hai, Ngọc Anh. Oh. Chúng ta cùng đến với lượt của anh Phúc. Wow! Có vẻ như đường bóng khá là căng. Thủ môn bất ngờ. Lượt sút tiếp theo của anh Phúc với thủ môn Huỳnh. Cảm giác là sao flycam của chúng ta ngày hôm nay? Các bạn ơi, đầu tóc mình có biết. Tại vì do pin của cái flycam bị hết các bạn ạ, nên là Thảo buộc phải cầm lên cao để dơ lên như này, không thì nó sẽ hết pin để quay các bạn nhé. Ok. Ở phần thi này Huỳnh đã chiến thắng và chúng ta cũng đến với phần thi cuối cùng. Phần cuối sẽ là một vs một các bạn nhé. Mỗi một thủ môn sẽ bắt gôn và chúng ta sẽ tấn công. Ok. Ok, bắt đầu. Các thủ môn sẽ đá bóng lên và các thủ chúng ta sẽ tấn công ngay lập tức. Việt Anh và Nhật. Rất nhẹ nhàng. Ok. Một pha lừa hướng rất nhẹ nhàng của Việt Anh. Liệu có vào không đây? Chưa vào, chết đâu. Oh. Tiếp theo sẽ là lượt của Văn Anh, bắt đầu. Không vào. Ok. Mày sẽ làm gì đây? Oh, rất tự Văn Anh. Tiếp theo là hai lượt của Duy Trung. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Tiếp theo sẽ là lượt của Huỳnh. Bắt đầu. Wow. Ok. Wow, tung nóc. Yes. Ngọc Anh, bắt đầu. No. Mày làm gì đây? Ngọc Anh phải rất mồm ấy.
Lượt hai của Hoàng Anh bắt đầu. Không biết lần này Hoàng Anh sẽ làm gì đây. Lượt một chưa vào rồi. Vẫn màu mè như lượt kia lượt một. Hình như bé hết kỹ. Không được. Wow, rất dứt khoát, ok. Một bàn thắng của Duy Anh. Oh, ok, rất gọn gàng. Đây là lượt cuối cùng của anh Phúc sẽ là người quyết định game đấu này. Ui. Wow! Ok, như vậy là tổng kết phần thi này thì Nhật đã thua Huỳnh đúng một bàn rồi đúng không? Thua Huỳnh đúng một bàn rồi. Ok. Không sao, đúng không? Hôm nay anh thấy em cũng rất nỗ lực rồi, bay người cũng rất là tốt. Cảm giác của em về phần thi và xong như sao? Em cảm thấy là sau một thời gian cũng khá lâu để Huỳnh luyện tập thì Huỳnh cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Và cơ bản là theo em thấy thì có một vài pha bóng là em cảm thấy em hơi đen. Hơi đen, tức là bóng các bạn sút cho em khó hơn đúng không? Vâng. Thì nói chung là bóng đá mà, không biết trước được thế nào đúng không? Có thể là quả này người ta sút đẹp, quả sau người ta sút cũng không thể như thế được đúng không? Vâng. Nó là những khoảnh khắc của bóng đá. Thôi không sao, tuy hôm nay em chưa thành công nhưng mà anh nghĩ là cả nhóm mọi người đều welcome em hết. Để có thể là thỉnh thoảng tham gia cùng mọi người không vấn đề gì cả. Còn đâu để vào chính thức trong nhóm bọn anh thì anh nghĩ là em sẽ phải cố gắng hơn. Anh cho em một tháng nữa nhé. Vâng. Tập luyện một tháng nữa để có thể thi lại một lần nữa. Ok. Ngoài ra thì mọi người hãy cùng chúc cho Nhật là sắp tới thi tuyển vòng 2 vào Thanh Quảng Ninh thì hy vọng là bạn sẽ thành công để có thể là biết đâu có một tấm vé đấy. Thì bây giờ cầm về cho anh em một tấm bằng là em đã đỗ vào Thanh Quảng Ninh cũng được. Thì bọn anh cũng ok, em sẽ thành viên của nhóm. Nhóm luôn. Ok. Ok nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Ok mọi người. Bye bye mọi người.